Các bạn hãy đăng ký kênh Sudan Gaming để được chơi game cùng mình nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Sudan Gaming. Mình xin chân thành cảm ơn vì đã xem video này. Các chỉ số trong World Long quyết định đến hiệu quả tổng thể của bạn trong chiến đấu, mà cụ thể đó là ảnh hưởng đến sát thương của vũ khí, lượng máu, khả năng phòng ngự, độ tiêu hao Spirit trong khi né, deflect, đỡ đòn, cũng như là những mức độ ảnh hưởng của mang nặng đến khả năng linh hoạt trong chiến đấu. Nếu các bạn không biết phải nâng điểm gì khi đủ level thì video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết về các stat trong Vu Long cũng như cách nâng điểm stat sao cho hợp lý nhất. Hệ thống stat của Vu Long được chia ra làm 5 phần theo hệ thống ngũ hành của Trung Quốc: Wolf tức là mộc, Fire tức là hỏa, Earth là thổ, Metal là kim và Water là thủy. Trước khi bắt đầu vào phần chi tiết hướng dẫn thì mình xin nhấn mạnh rằng video này sẽ có 3 mục. Đầu tiên sẽ là tính năng cơ bản của stat và cách nâng khi sử dụng vũ khí. Phần thứ hai sẽ là hướng dẫn các bạn thế nào là shop kép. Phần thứ ba sẽ là tính năng tương sinh tương khắc trong hệ thống ngũ hành. Đầu tiên, chỉ số hệ mộc Wolf sẽ giúp chúng ta tăng máu nhiều nhất trong 5 chỉ số. Ngoài ra, Wolf còn tăng Spirit Defense. Effect này sẽ giúp các bạn giảm lượng tiêu hao Spirit khi bị quái đánh trúng. Spell Duration là tăng thời gian duy trì buff có lợi cho bản thân. Tăng lượng đam gây ra và nhanh chóng gây ra hiệu ứng sốc khi tấn công bằng vũ khí đã sử dụng phép Lightning. Và tăng khả năng kháng đối với hệ Earth và giảm khả năng nhận hiệu ứng Heaviness. Và điều này mình sẽ nói rõ hơn trong phần tương sinh tương khắc. Như vậy, điểm quan trọng nhất của Stat Warp chính là tăng máu nhiều và kéo dài thời gian buff có lợi cho bản thân, cũng như tăng lượng đam gây ra và nhanh chóng gây hưởng sốc khi tấn công bằng vũ khí đã sử dụng phép Lightning. Chỉ số hệ hỏa Fire tăng máu nhưng ít hơn hệ mộc Warp, nhưng chỉ số Fire lại giúp chúng ta tăng lượng Spirit nhận được khi tấn công thường và giảm lượng Spirit tiêu hao khi sử dụng Mature Art Skill của vũ khí. Tương tự như hệ Warp thì hệ hỏa Fire giúp chúng ta tăng lượng đam gây ra hiệu ứng Burn và nhanh chóng gây ra hiệu ứng Burn khi tấn công bằng vũ khí đã sử dụng phép Flame. Ngoài ra, điểm Fire còn giúp chúng ta tăng khả năng kháng đối với hệ kim Metal và giảm khả năng nhận được hiệu ứng độc. Như vậy, hệ hỏa Fire sẽ thiên về build sử dụng Mature Art Skill của vũ khí. Chỉ số hệ Earth vẫn tăng máu nhưng ít hơn hệ mộc Warp. Chỉ số hệ Earth tăng lượng Spirit khi thực hiện Deflect thành công. Tầm quan trọng của hệ Earth chính là tăng khả năng mang đồ nặng, và mình sẽ giải thích tại sao điểm mang nặng lại quan trọng trong Vu Long. Với chỉ số mang nặng Reputation dưới 30% thì chỉ số Agility sẽ ở mức A, và khi bạn thực hiện đòn né sẽ không bị tiêu hao Spirit. Với chỉ số mang nặng Reputation từ 31% đến dưới 70% thì chỉ số Agility sẽ ở mức B, và khi bạn thực hiện né sẽ tiêu hao lượng Spirit, và trên hết là sẽ tăng 25% lượng Spirit tiêu hao khi sử dụng Mature Art Skill. Với chỉ số mang nặng Reputation từ 70% trở lên thì chỉ số Agility sẽ ở mức C, và khi đó bạn sẽ không thể thực hiện được né, và trên hết là tăng thêm tới 50% lượng Spirit tiêu hao khi sử dụng Mature Art Skill. Và quan trọng, với Agility càng cao như Agility A sẽ còn giúp bạn thực hiện di chuyển nhanh hơn, và canh thời gian Deflect sẽ dễ hơn rất nhiều so với Agility mà ở mức B và C. Ngoài ra, hệ Earth còn giúp chúng ta tăng thêm lượng đam khi gây ra hiệu ứng Heaviness và nhanh chóng gây ra hiệu ứng Heaviness khi tấn công vũ khí đã sử dụng phép Stone, và tăng khả năng kháng đối với hệ nước và giảm khả năng nhận hiệu ứng Chill. Như vậy, điểm Start luôn được chú ý đầu tiên khi thực hiện build đó chính là Earth, và gần như bắt buộc mọi build đều phải đảm bảo chỉ số mang nặng Reputation luôn dưới 70% là tối thiểu. Tiếp theo là chỉ số kim Metal. Chỉ số này giúp tăng máu nhưng ít hơn Start Warp. Metal giúp bạn tăng lượng Spirit Sustainability, tức là khả năng duy trì thanh Spirit High Level, thanh Spirit màu xanh dương. Điểm quan trọng nhất của Start kim Metal là giúp các bạn giảm lượng Spirit khi sử dụng Spell, và gần như các build cast phép nhiều đều rất cần chỉ số này. Hệ kim sẽ giúp chúng ta tăng lượng đam khi gây ra hiệu ứng Poison và nhanh chóng gây ra hiệu ứng Toxin khi tấn công bằng vũ khí đã sử dụng phép Toxin, và tăng khả năng kháng đối với hệ mộc và giảm khả năng nhận hiệu ứng Lightning. Chỉ số cuối cùng là hệ thủy Water, cũng tăng máu nhưng ít hơn hệ Wolf. Điểm Water sẽ giúp tăng attack của các dạng vũ khí tầm xa như cung, phi tiêu, tăng lượng đam gây ra khi sử dụng Fanta Strike, chỉ áp dụng trong trường hợp đâm lén sau lưng hoặc nhảy từ trên cao đâm xuống, và không áp dụng cho đòn Fanta Strike khi quái thở dốc vì hết Spirit. Điểm quan trọng của hệ Water chính là giảm lượng Spirit tiêu hao khi thực hiện đòn Deflect. Hệ thủy Water sẽ giúp tăng lượng đam khi gây ra hiệu ứng Chill và nhanh chóng gây ra hiệu ứng Chill khi tấn công vũ khí đã sử dụng phép Ice, và tăng khả năng kháng đối với hệ hỏa và giảm khả năng nhận hiệu ứng Burn. Tiếp theo là phần hướng dẫn nâng stat khi sử dụng vũ khí. Trước khi đi vô phần này, mình xin đính chính rằng cách nâng stat này chỉ là phương pháp nâng cơ bản cho các loại vũ khí, và chỉ áp dụng cho giai đoạn đầu game khi mà bạn chưa có build chuẩn nào. Trong trường hợp bạn đã có build chuẩn thì tùy theo lối chơi của bạn mà bạn có thể lựa chọn nâng stat cho phù hợp hơn. Mình lấy ví dụ cây đao Guiding Flex sẽ có 3 chỉ số scale là Fire, Metal và Water. Tức chỉ khi nâng 3 chỉ số này thì melee attack của bạn mới được tăng,
Các chỉ số còn lại như Wood và Earth sẽ không tăng. Điểm so sánh scale chính trong game Vua Lông sẽ phân loại theo thứ tự alpha B từ A đến E. Tức là khi nâng stat có scale A sẽ được nhiều điểm attack hơn nâng stat có scale C. Ví dụ khi nâng 10 điểm attack Metal scale A bạn sẽ nhận được 43 attack, nhưng khi nâng 10 điểm Water scale C thì bạn chỉ nhận được có 28 attack. Còn với scale giống nhau và chỉ số như A, B, C thì sẽ áp dụng thêm phương pháp dấu cộng. Tức là scale A cộng sẽ cho nhiều hơn scale A trừ. Ví dụ khi nâng 10 điểm Metal scale A cộng bạn sẽ nhận được 43 attack, khi nâng 10 điểm Fire scale A trừ bạn sẽ chỉ nhận được 36 attack. Như vậy, nhìn chung để có lượng đam lớn, chúng ta cần tập trung nâng vô 2 scale có chỉ số cao nhất là chủ yếu. Tuy nhiên cũng phải tùy theo lối chơi hoặc build mà chúng ta có thể điều chỉnh lại. Dưới đây là ví dụ mình sử dụng Bronzer Hellbeck. Thứ tự ưu tiên scale của vũ khí này sẽ là Earth A, Water B+ và Fire D+. Ở đây mình sẽ không bàn đến vấn đề ưu tiên chắc chắn là phải nâng Earth, mà ở đây mình chỉ bàn đến vấn đề khi nâng S đã đủ thì khi nâng Water B cộng hay Fire D cộng. Khi nâng 20 điểm cho Water B cộng, chúng ta sẽ tăng được 67 attack và giảm thêm được 7.7% lượng spirit tiêu hao khi thực hiện deflect. Nhưng khi nâng 20 điểm cho Fire D cộng, chúng ta sẽ được 57 attack và tăng thêm tới 10.2% lượng spirit nhận được khi đánh thường và giảm tới 18.5% lượng spirit tiêu hao khi sử dụng Mateo skill của vũ khí. Như vậy, nếu bỏ qua yếu tố lựa chọn nâng điểm để học kỹ năng phép thì việc bạn chỉ tập trung cho spam kill hoặc đánh thường thì việc nâng 20 fire sẽ tốt hơn nâng 20 water khá nhiều. Và điều quan trọng như vậy, nâng bao nhiêu điểm là đủ thì câu trả lời sẽ ở phần tiếp theo, shop kép. Trước khi bắt đầu phần shop kép thì mình xin nhắc lại là phần nâng stat này sẽ bỏ qua lý do nâng stat để đủ điều kiện học Wizardry spell của hệ đó. Shop kép nghĩa là mức điểm tối thiểu phải nâng của một stat, vì tại mốc đó bạn sẽ tối ưu hóa được effect nhận được của stat đó. Nói cho dễ hiểu thì như sau. Xét mức máu bạn nhận được khi tăng hệ mộc, ta sẽ thấy nếu nâng maximum 99 điểm mộc, ta sẽ nhận được tối đa HP là 553. Đây còn gọi là mốc H kép của HP. Từ level 1 đến level 20, mỗi 1 điểm mộc ta sẽ tăng được 7 HP. Khi đạt đến level 20, bạn sẽ nhận được thêm 133 HP. Từ level 21 đến level 45, mỗi 1 điểm sẽ tăng 6 HP. Khi đạt được tới level 45, bạn sẽ nhận được thêm tổng là 283 HP. Từ level 45 đến level 99, mỗi 1 điểm sẽ tăng 5 HP. Khi bạn đạt được level 99, bạn sẽ nhận được thêm tổng là 270 HP. Khi đó bạn sẽ thấy việc nâng từ 45 lên 99 sẽ cho lượng máu thấp hơn từ level 1 đến level 45, nên shop kép của lượng máu HP của stat hệ mộc Wood sẽ là 45. Điều này có nghĩa là nếu build của bạn cần tập trung vào máu thì tốt nhất chỉ nâng đến level 45, sau đó nên đổi qua stat khác để có thể tối ưu hơn. Và bạn chỉ nâng lên mức 99 khi và chỉ khi bạn cần tập trung toàn bộ vào máu. Nếu nâng maximum 99 điểm mộc, ta sẽ nhận được Spirit Defense là 521. Đây gọi là mốc hack cap Spirit Defense. Từ level 1 đến level 40, trung bình cứ 1 điểm ta sẽ nhận được 7 Spirit Defense. Khi đạt đến level 40, bạn sẽ nhận được 274 Spirit Defense. Từ level 41 đến level 99, trung bình cứ 1 điểm bạn sẽ nhận được 5 hoặc 4 Spirit theo mốc. Khi bạn đạt được tới level 99, bạn sẽ chỉ tăng thêm được có 247 Spirit Defense. Nên shop kép của Spirit Defense hệ mộc Wood sẽ là 40. Nếu nâng maximum 99 điểm mộc, ta sẽ nhận được tối đa spell duration là 50%. Và riêng spell duration của hệ mộc Wood sẽ không có shop kép, vì cứ mỗi 2 điểm mộc Wood ta sẽ nhận được thêm 1% spell duration. Về lượng HP của các hệ còn lại sẽ như nhau, cứ mỗi 1 bond sẽ cho thêm 3 HP, nên các hệ sau mình sẽ không nói về lượng HP tăng lên nữa. Tiếp theo, khi nâng maximum 99 điểm hỏa, ta sẽ nhận được thêm 50% lượng spirit nhận vào khi đánh thường và giảm lượng tiêu hao spirit khi thực hiện Mateo skill 35%. Đây gọi là mốc hack cap. Tương tự như spell duration của hệ mộc Wood thì effect tăng lượng spirit khi đánh thường sẽ không có shop kép, vì cứ mỗi 2 điểm hỏa fire ta sẽ nhận được thêm 1% spirit gain attack. Từ level 1 đến level 25, cứ mỗi 1 điểm fire sẽ giảm Mateo at spirit consumption từ 0.6 đến 1% tùy mốc. Và khi đạt đến level 25, bạn sẽ giảm được 22%. Khi đạt đến level 50, bạn sẽ giảm thêm có 8.1%, và khi đạt tới level 99, bạn sẽ chỉ giảm thêm có 4.9%. Nên shop kép của Mateo at Spirit Consumption hệ hỏa Fire là 25. Nâng maximum 99 level điểm S, bạn sẽ nhận được Spirit Gain Deflect, nghĩa là lượng Spirit nhận được khi thực hiện Deflect thành công sẽ là 50%, và điểm ăn nặng sẽ tăng thêm 89.7. Spirit Gain Deflect sẽ không có shop kép, vì cứ mỗi 2 điểm S bạn sẽ nhận được thêm 1%. Điểm ăn nặng sẽ không có shop kép, vì nó phụ thuộc vào việc lựa chọn đồ của bạn sử dụng, nên chỉ nâng đảm bảo mức tối thiểu dưới 70%.
Nâng maximum 99 điểm Metan, bạn sẽ nhận được 220 Spirit Substance Ability và Spirit Consumption Wizard Dry Spell giảm 35%. Từ level 1 đến level 20, điểm Spirit Substance Ability sẽ tăng thêm 110. Từ level 21 đến level 50, điểm Spirit Substance Ability sẽ tăng thêm 61. Từ level 51 đến level 99, điểm Spirit Substance Ability sẽ tăng thêm 49. Nên shop cap của Spirit Substance Ability hệ kim Metan sẽ là 20. Từ level 1 đến level 25, cứ 1 điểm Metan sẽ giảm Windat Dory Spell Spirit Consumption từ 0.6 đến 1% tùy mốc. Và khi đạt đến level 25, bạn sẽ giảm được 22%. Khi đạt level 50, bạn sẽ thạch giảm thêm 8.1%. Và khi đạt tới level 99, bạn chỉ giảm thêm được có 4.9%. Nên shop cap của Windat Dry Spell Spirit Consumption hệ kim Metan sẽ là 25. Maximum 99 level điểm Water, bạn sẽ nhận được 639 Steel và Deflect Spirit Consumption sẽ giảm 25%. Đây là hát cap của cả hai. Từ level 1 đến level 60, cứ 1 điểm Water sẽ tăng thêm 8 điểm Steel. Khi đạt đến level 60, Steel sẽ tăng thêm 472. Từ level 60 đến level 99, cứ 1 điểm Water sẽ tăng 6 và giảm dần theo từng mốc. Khi đạt tới level 99, Steel sẽ tăng thêm 167. Nên shop cap của Steel hệ nước Water sẽ là 60. Từ level 1 đến level 35, 1 điểm Water sẽ tăng 0.5% và giảm dần về 0.3% Deflect Spirit Consumption theo từng mốc. Và khi đạt tới level 35 sẽ giảm 12.2 Deflect Spirit Consumption. Từ level 36 đến level 99, 1 điểm Water sẽ chỉ tăng được có 0.2% Deflect Spirit Consumption. Và khi đạt tới level 99 sẽ giảm thêm 12.8 Deflect Spirit Consumption. Nên shop cap của Deflect Spirit Consumption hệ nước Water sẽ là 35. Tiếp theo là phần quan trọng trong hệ thống tương sinh tương khắc trong ngũ hành của Wurlong, điều mà hầu hết làm người chơi bối rối và không được giải thích kỹ trong game. Việc tăng điểm mọc guốc sẽ giúp bạn tăng kháng thổ ớt, nhưng đồng thời bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận các hiệu ứng xấu đến từ các phép của hệ kim Metan. Nói nôm na cho dễ hiểu là khi bạn sử dụng skill phép hệ mộc để búp cho bản thân, nhưng khi gặp boss hệ kim Metan sử dụng phép độc lên người bạn thì ngay lập tức búp này sẽ bị vô hiệu hóa. Cũng tương tự, khi bạn gặp boss lưu bị thì boss lưu bị sẽ có một skill hệ điện khá khó chịu là thải cục sét gây stắc tơ liên tục. Nhưng nếu bạn sử dụng skill phép hệ kim rải độc trúng lưu bị thì ngay lập tức skill của lưu bị sẽ không còn tia sét gây stắc gơ nữa. Tương tự, khi nâng hỏa sẽ giúp bạn tăng kháng kim Metan, nhưng đồng thời cũng sẽ làm bạn dễ dàng hơn trong việc nhận các hiệu ứng xấu đến từ các phép của hệ nước. Thổ sẽ giúp bạn tăng kháng nước Water, nhưng đồng thời sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận các hiệu ứng xấu đến từ phép của hệ mộc. Kim sẽ giúp các bạn tăng kháng mộc, nhưng đồng thời sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận các hiệu ứng xấu đến từ phép của hệ lửa. Nước sẽ giúp các bạn tăng kháng lửa Fire, nhưng đồng thời sẽ làm bạn dễ dàng hơn trong việc nhận các hiệu ứng xấu đến từ phép của hệ thổ. Ngoài ra, khi bạn gây hiệu ứng debuff lên người boss thì sẽ làm boss giảm kháng của nguyên tố tương sinh. Ví dụ, bạn gây ra hiệu ứng burn từ phép hỏa Fire lên người boss thì boss sẽ nhận đam nhiều hơn nếu gặp phải các đòn tấn công từ phép nước. Tuy nhiên, nếu phép đó gây ra hiệu ứng Water thì ngay lập tức hiệu ứng burn sẽ biến mất. Khi nắm vững hệ thống tương sinh tương khắc trong game, khi gặp phải boss khó mà không thể qua được, bạn chỉ cần đổi qua dùng phép khắc hệ boss đó theo ngũ hành như trên thì lập tức boss đó sẽ gần như trở nên vô dụng và chỉ còn đơn thuần là những đòn mang tính sát thương vật lý. Trong video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu các bạn effect trong game và toàn bộ cơ chế của thợ rèn cũng như nâng cấp trả đồ và bán đồ. Chúc các bạn sớm hoàn thành game Wurlong, và kênh của mình chủ yếu sẽ làm hướng dẫn chơi các thể loại game từ dễ đến khó nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trải nghiệm game tốt nhất. Mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký để mình có động lực làm các video khác hay hơn, hấp dẫn hơn.